kính thưa các bạn hôm nay tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về người tu có được trang điểm đeo vàng và xài tiền không nói chung là à cái này là cũng có rất nhiều bạn nói tại sao tu mà trang điểm tu mà xài tiền tu mà đeo vàng hay là hả tu mà hả phải giống như là ăn uống cao sang hay là tu là hả giống như mặc đồ mắc tiền hay như thế nào thì hôm nay tiết già xin chia sẻ để các bạn cũng như là cùng nhau để cũng như là mình tìm hiểu nha các bạn, tại vì học tu á là tìm hiểu lý trời, pháp luân thường chuyển, dựng đời thượng quân, chứ không phải là mình học tu là giống như là mình học uh, uh, trang điểm rồi học đeo vàng, học xài tiền, học như thế nào. Dĩ nhiên là người tu không ai cấm mình xài tiền. Nếu như các bạn nghĩ rằng mà người tu nào á mà đủ cũng như là thần thông biến hóa có kim thân đừng có ăn nữa thì coi như là hả cái này khỏi cần xài tiền luôn các bạn đúng không còn nếu như người tu mà hả còn mang một cái xác phàm trần như thế này thì hả bắt buộc mình phải xài tiền tiền của mình mình xài mình đừng xài tiền người khác nó đơn giản vậy thôi còn vấn đề đeo vàng thì coi như người phật tử cư sĩ tại gia người tu học tại gia coi như gia là nhà của mình ở nhà mình mình muốn lấy vàng của mình mình đeo không sao hết nó là vàng của mình mà mình đâu có ăn trộm ăn cướp của ai đâu chừng nào mình lấy vàng của người ta đeo thì cái này mới gọi là giống như là luật pháp nó trị mình chứ không có cần ai trị hết đúng không các bạn rồi trang điểm cũng vậy mình thích trang điểm cũng được mà mình không trang điểm cũng được mà mình thích để tóc cũng được mà mình uống tóc cũng được mà mình cạo đầu cũng được tại vì đây là cái xác phàm của mình chứ không phải là hãy giống như cái linh hồn của mình tu là để cũng như là tìm hiểu lý trời mà học và hành theo chứ không phải tu là giống như là hả tối ngày phải uh, có nên đeo vàng không uh, có nên xài tiền không uh, có nên thế này thế kia dĩ nhiên là mình tu là mình phải biết rằng mình hả tiết chế càng những cái gì mà trên cái trần gian này càng nhiều mình đừng mê mẩn thì coi như là cái đường tu mình nó vững nó không có cám dỗ mình chứ không phải là đeo vàng gọi là không được nhưng mà chỉ sợ rằng là hả có vững tâm để coi như là đam mê vàng nó cám dỗ mình rồi coi như mình mê vàng mà mình quên đọc kinh hoặc là mình hả không có còn tu tập nữa mình tối ngày mình lo trang điểm rồi mình đeo vàng hoài thì cái này hả mới gọi là giống như là quỷ ma nó cám dỗ mình nó còn việc mà đeo vòng vàng hay trang điểm hay xài tiền là không ai cấm nha các bạn. Chỉ trừ khi mình xuất gia tu học nè, mình đến một môn phái một giáo phái nào đó thì coi như trong một cái luật đạo trong một cái giáo phái đó nói rằng ừ ở đây á coi như là hành đạo là không được đeo vàng không được mặc áo đời rồi không được cũng như là son phấn trang điểm hay là không được xài tiền hay là không được gì đó thì cái đó là coi như là ở trong đạo trong giáo pháp môn pháp mỗi một cái môn pháp mà gọi là đạo pháp thì coi như là hả khác nhau còn đây là hạ tu tại gia cho nên mình hả coi như là mình muốn làm cái gì cũng được hết miễn sao đừng bao giờ động tới lực pháp mình làm sai thì lực pháp trừng trị mình trước tiên còn nếu như á mà mình làm cái gì mà hạ sát sanh hại vật thì coi như cái luật nhân quả coi như đến với mình nó còn cái việc mà đeo vàng hay trang điểm hay xài tiền không liên quan nha các bạn vì chúng ta còn là cái xác phàm này thì chúng ta gọi rửa cái xác phàm này là hả không phải là tháo hết dòng vàng bỏ hết trang điểm thì mới gọi được cái xác phàm các bạn thử thời coi các bạn lột hết vàng dòng lột hết trang điểm rồi các bạn để nó tái nhợt cái một cái xác phàm này rồi các bạn nghĩ rằng mình có gọi rửa được không? Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp mình từng sát sanh hại vật, mình từng hại người, mình từng làm những việc mà gọi là nó ác nghiệp, nó quan cái, coi như là nó nghiệt ngã nhiều đời, nhiều kiếp. Thì vàng dòng mình có lột ra hết đi nữa Nó không có gọi rửa được cái xác phàm Đối với người tu Cần hiểu lý trời là chính nha các bạn Chứ còn vàng dòng hay là cái này ai thích trang điểm rảnh thì coi như là quét quét lên môi son gì đó không rảnh thì thôi cũng không có sao còn hả nếu như mà sống thế gian á là mình trang điểm cho nó giống người giống như mình đi chợ đi búa đi này đi kia thì mình làm sao cho nó giống người cũng được nó hoặc là hả nhiều khi mình hả tự dưng mình mặc cái áo nhà tu mà mình đi ra ngoài đường thì đôi khi á cũng như người ta nhìn nhìn mình đúng không các bạn nó thí dụ mình mặc áo nhà tu thì coi như là mình uh, giống như mình làm cho đúng đi mình đừng có trang điểm nè nó mình đừng có giống như là hả đeo vàng thì cái gì nó ra cái đó rõ ràng như vậy á thì coi như là cái người mà tu tại gia là coi như không ai cấm nha các bạn không ai cấm các bạn trang điểm hay đeo vàng gì hết luôn là mình uh, À, tu tại gia nè phải hả, sinh hoạt hàng ngày nè lo cho chồng cho con phụ nữ đúng không các bạn rồi mình à, cũng như là đi họp phụ huynh tất cả những gì thì mình cần phải sạch sẽ nè cần phải cũng như là thơm tho tắm rửa gọi rửa sạch sẽ và mình đeo một chút xíu vàng hay là mình trang điểm một tí cho nó giống người đời cho đừng ai nhìn mình biết rằng là ở trong tâm mình đã có tu thì coi như là hả mình sống hòa đồng với tất cả coi như là anh chị em và tất cả những người xung quanh thì cái này nó bình thường đúng không các bạn khi nào xuất gia nha các bạn thì coi như là bắt buộc phải mặc y phục theo gì theo giáo phái tức là mình theo phái nào mình theo đạo nào thì mình mặc y phục theo đạo đó theo từng pháp môn mà tu luyện đúng không các bạn còn tu tại gia mà bây giờ các bạn có nghĩ rằng nếu mà mình mặc một cái áo tràng hay là một cái áo gì mà nó dài quá làm sao các bạn có thể uh, uh, rửa chén nè quét nhà được nó dướng đúng không mà đeo vàng nhiều quá nó cũng dướng nữa nó rồi hả giống như mình trang điểm mà giống như là nó uh, nhiều quá thì hả mình tốn tiền mình thôi chứ cũng không có sao hết á các bạn thấy nó bình thường còn nói thêm về cái việc xài tiền cũng vậy mình có tiền là mình cứ xài mình xài mà giống như là hạ quan phí thì tại mình hết tiền chứ không ai cấm mình hết nó đối với người tu là bình thường nha các bạn bây giờ các bạn có nghĩ rằng bình bình thường nếu chúng ta chưa tu hoặc không tu thì chúng ta cũng ở nhà làm vợ làm chồng làm con làm nội trợ mua bán làm việc tất cả những gì gọi là mưu sinh trên cái cuộc đời này cuộc sống này đúng không các bạn ai cũng vậy thôi ai may mắn lắm á thì được coi như là hả giống như là cha mẹ nuôi hoặc là chồng nuôi hoặc là vợ nuôi hoặc là con nuôi là ở nhà không làm gì hết còn nếu như ai mà coi như là không may mắn thì phải đi làm việc đúng không các bạn mà làm việc á thì nhiều khi mình vô văn phòng không lẽ người ta mặc đồ văn phòng mà mình mặc đồ nhà tu nó cũng rất là khó cho cái người mà gọi là tu tại gia nó hoặc là hả mình đi chợ đi tất cả những gì thì coi như mình làm sao mà miễn mình đừng bao giờ mà sai trái với luật pháp thôi chứ tu mà giống như có nhiều bạn nói rằng tại sao tu mà đeo vàng nhiều quá vậy nó đâu có ảnh hưởng gì người ta có tiền à, cũng như hoặc là con cháu người ta tặng cho sợi dây chuyền à, tặng mẹ sợi dây chuyền hay tặng mẹ à, cũng như là đôi bông hay chiếc nhẫn gì đó hay tặng ba cái đồng hồ thì không lẽ giờ con nó tặng mình mình không đeo đúng không các bạn thì mình đeo cũng bình thường thôi chứ đâu phải là mình tu là mình ra vẻ nó tôi tu rồi à nhanh tôi không có đeo cái gì hết đó. Còn nếu như mình nói ừ coi như đeo nó dướng lắm không đeo đâu mẹ không đeo đâu mình nói bình thường vậy thôi rồi mình tự đeo hay không là tùy mình đúng không các bạn chưa tu thì coi như là lòng ham muốn rất là cao vì mình mang cái hình thể xác phàm này tại vì mình chưa tu nên cái lòng ham muốn mình nó cao lắm các bạn ơi ai cũng vậy thôi cái xác phàm này mà người tu tại gia thì vẫn sinh hoạt bình thường nó muốn đeo mấy chục cây vàng cũng không có sao hết miễn đừng gom vàng bá tánh mà đeo cái này mới là tự mình gọi là hả giống như tạo nghiệp mà mình gom cũng không có sao nữa các bạn, người ta cho thì coi như là ai muốn nhận thì cứ nhận đúng không các bạn. Chỉ có tiếc già là không có nhận một xu cũng không có nhận, gom cũng không có sao hết nhưng mà mình mang nghiệp chứ coi như là không có ảnh hưởng gì hết đến ai hết không ảnh hưởng đến xã hội không ảnh hưởng đến bất cứ ai giống như có một người nào đó người ta từ thiện người ta sẽ hả giống như là hả cho cái người giống như tu hành thiệt là nhiều mua nhà mua cửa mua đất mua đai mua đồng hồ điện thoại dây chuyền mua tất cả những gì cái người tu đó người ta nhận nhưng mà người ta mang nghiệp của bá tánh Đúng không các bạn thì nó đơn giản như thôi đâu có ảnh hưởng gì đến xã hội, đến đời đâu. Khi nào mà người tu á mà mở miệng ra, ví dụ như nói rằng là khuyên ai đừng đeo vàng, khuyên ai cũng như là đừng đeo vàng mà chính bản thân đeo vàng thì nó hơi sai sai, nó hơi kỳ kỳ. Cũng như mình mở miệng ra mình nói rằng là đừng sát sanh hại vật, mình cũng như là mình khuyên người ta, mình chia sẻ Phật pháp với người ta mà chính mình là cái người ăn mặn thì coi như cái đó nó hơi kỳ nó hơi sai thôi rồi coi như mình nói như vậy thành ra mình nói dối mình mang cái gì mang cái nghiệp nói dối nó rồi giống như là hả mình nói rằng là hả tu là đừng có rượu chè cờ bạc mà chính mình là người nói không rượu chè cờ bạc mà tưởng sao mình nhậu còn hơn người ta nữa thì cái đó mới sai mình nói là hãy buông bỏ đừng dục vọng mà tại sao mình lại chạy theo những cái tình yêu tình cũ tình mới tình riêng tình lẻ thì cái này mình thấy nó hơi nó kỳ thôi cũng như tiết già như thế này nói các bạn ơi đừng buông bỏ dục vọng cái ngày mai cái tiết già có một người tình các bạn thấy nó kỳ không chẳng thà trước kia mình có người yêu có chồng có như thế nào cũng được nhưng mà khi nào mình mở miệng ra mình chia sẻ về phật pháp mình nói là buông bỏ hết dục vọng thì chính cái bản thân mình phải làm gương để cho tất cả cũng như là hả anh chị em mà giống như người tiếp theo để nhìn thấy để có được cái sự gì cái tinh thần mà gọi là vững mạnh để bước vào đường tu nó nó đơn giản vậy thôi tại vì mình là người chia sẻ phật pháp mà đúng không các bạn còn nếu như người không chia sẻ phật pháp thì như thế nào cũng được hết á Người ta họ đi sai luật nhân quả thì người ta chấp nhận, người ta phải chịu lấy thôi. Tại sao mà người tu á mà giống như mở miệng ra mà mình chia sẻ với người cũng như là hả các bạn, các anh chị em và đồng đạo nói rằng là hả chúng ta cùng nhau buông bỏ dục vọng, ham danh ham lợi mà nếu như mình là người mở miệng ra nói mà mình hả cũng như là để làm gương mà chính người tu mà không làm gương thì bị phạt rất là nặng nha các bạn vì tại sao vậy mình đã hiểu luật lý của trời mà tại sao mình làm sai là mình bị phạt rất là cũng như rất là cao đó các bạn nhân tâm sanh nhất niệm thiên địa tất giai trị lòng của con người mình á mà phát sinh ra cái một ý nghĩa gì một cái sự mà một ý gì thì tức là coi như là trời đất đều biết nó cái người tu và người không tu cũng vậy luôn hiện tại giờ suy nghĩ như thế nào là coi như là hạ thiên địa tất gia trị nó là coi như là hạ trời đất đều biết hết các bạn mình không cần phải bàn nghĩ nó người tu dù có sai đi nữa thì trời đất cũng biết nữa các bạn cho nên mình cũng không có à, giống như mà nói người ta làm gì các bạn công nhận không mất thời gian nó tiết già chia sẻ cũng như là thật là rõ ràng giống như nhiều bạn nói rằng là mình tu mình có thể uống coca nước ngọt hay gì thì nói chung là hả cái thể xác mình nó khỏe thì mình uống cái gì cũng được nếu như mà cái thể xác mình uống vô mà nó tiêu thụ mà nó cảm thấy nó không có khỏe thì những cái nước có ga là nó thứ nhất là nó không có tốt cho cái sức khỏe mình rồi đúng không các bạn rồi thứ hai nữa đó thì mình càng uống những cái nước mà có ga nhiều á thì những cái lúc mà mình á à, thiền định tu tập niệm phật á coi như là hả mình không bao giờ mình dằn được cái tánh nóng của mình hoặc là dằn được cái dục vọng của mình nó trỗi dậy thôi chứ còn như cái chuyện ăn uống là nó không có sai nha các bạn mà sợ rằng cái dục vọng mình nó trỗi dậy á rồi lúc đó nó sai khiến cái xác phàm mình đòi hỏi thôi, đòi hỏi coi như là hả, giống như là hả ăn uống cho nó nhiều nó sai xưa rồi hả coi như mất đi cái đường tu của mình mà mất cả cái thời gian tu tập của mình thiết già xin chia sẻ rất là thật là cặn kẽ với các bạn rằng mình tu như thế nào mình hành bao nhiêu thì trời đất đều biết mình còn miệng thế gian này thì họ chỉ là gì thiêu dệt thôi nói chung là hả họ thiêu dệt khi mà hả mình đến cái mặt trần gian này các bạn có biết rằng là mình để gì mình để tiến quá lên nó tức là hả tiến hóa lên trên nhân, trên cái chữ nhân tức là hả người đó các bạn là tiến hóa lên người. Tức là cái gì? Tức là mình tiến lên coi như là thần, thánh, tiên, Phật. Nó mình tiến dần dần lên. Mỗi kiếp sanh của con người chúng ta khi mà mãn phần thì coi như là xác phàm này mình bỏ, mình đâu có còn sử dụng nữa đâu. Cho nên bây giờ hả cái xác phàm này mình giữ làm sao cho nó khỏe để mình tu thôi chứ còn cái việc mà ăn uống nè hay là cái việc mà giống như đeo vàng hay là xài tiền gì đó là coi như là cái này giống như là tùy mình. Nó tùy mình cũng như trang điểm cũng là tùy mình luôn. Nó vì đeo cho cái xác tạm này, trang điểm cho cái xác tạm này và đeo vàng cũng cái xác tạm này chứ đâu có đeo vàng cho cái linh hồn mình đâu mà lo đúng không các bạn? Tu thì bồi đắp cho linh hồn nó còn đối với cái sát phàm này mà muốn tu càng cao nè thâm sâu đạo lý thì mình sao nè mình phải cần kiệm nè tùy phận tùy duyên nó nó đơn giản như thôi các bạn thấy không tu nó không có khó đâu các bạn tùy phận tùy duyên là mình nên uh, giống như là mình dùng uh, uh, cái đồ nào mà nó rẻ nhất như là hả uh, vải áo bô nè để uh, giảm bớt lại cái hàng tơ lụa nó đó, đó là cũng như là tùy phận là như thế nào tùy phận là giống như là mình là vợ của tổng thống mình là vợ của bác sĩ mình là vợ của nghệ sĩ mình là vợ của diễn viên mà mình mặc áo vải áo bô thì cũng như là mình làm như vậy thì ra nó không có hợp thời trang nó không hợp với xã hội hoặc là nó làm gì thấy nó trái nó sai cái tại vì mình tu là mình tu ở luyện ở trong cái thân tâm của mình chứ không phải cũng như là tu bề ngoài áo mão đúng không các bạn nó coi như là tùy duyên tùy phận mà mình tu nó nếu người tu nào mà hả coi như bớt dùng đồ thế gian thì coi như người tu đó là cái đường đắc đạo nó cao tại vì sao mình càng dùng nhiều đồ thế gian thì coi như là hả cái phước báo mình nó càng hết sớm thôi chứ không ai bắt mình hết đúng không các bạn đó là tiết già chia sẻ còn tùy duyên là con đường tu hành của mình á đi đến đâu á thì mình sử dụng đến đó tại vì con đường tu hành mình tùy duyên tức là cái đường tu hành mình đã cao lên rồi mà mình vẫn còn mê vàng mê dòng mình vẫn còn giống như là mê tiền mê của mê trai mê gái mê vật chất thì coi như là cái đường tu hành mình nó còn kém cỏi nó còn giống như là chưa đạt đến một cái đỉnh mà để tiến hóa lên cũng như là hạ ngũ chi đại đạo tức là nhân đạo thần đạo thánh đạo tiên đạo và phật đạo thì mình coi như tu cái đạo nhân cũng là tu đó đúng không các bạn Miễn sao có tu thôi Chứ còn như mà nếu như hiện tại bây giờ Cũng như nhiều khi Mình nghĩ rằng là mình tu phải như thế này Thế kia Hồi xưa tiết già cũng vậy nó nói giờ mình tu làm sao nè Mình tu mình phải như thế này thế kia Nhưng mà khi tiết già đã học đạo rồi Thì coi như là tu là buông bỏ hết Nó coi như là không có cần Mà giống như xe xua vật chất Không cần gì nữa hết Còn nếu như một người nào đó mà giống như người ta tu mà người ta còn cũng như là à, xe xua vật chất là nhiều khi các bạn phải thông cảm rằng tùy phận tùy duyên nó giống như cái phận mà mẹ của bác sĩ hay là mẹ của kỹ sư hay là mẹ của luật sư hay là mẹ của tổng thống gì đó chủ tịch hay là cái gì đó mà hả kêu cũng như là hạ ăn mặc mà nó giải bô quá thì đôi khi sợ nhiều khi người ta cũng như là chưa có hành được các bạn Nói cho nên mình phải thông cảm thôi. Đây là tùy duyên tùy phận của mỗi cũng như là hạ người tu trên thế gian này để thoát khỏi cái cảnh mà gọi là khổ đau sắp tới. Chứ còn vấn đề mà là mình đeo vàng hay trang điểm thì không có sao nha các bạn đừng lo có bao nhiêu dây chuyền gì các bạn cứ đeo bình thường chỉ sợ nó vướng nó nặng nó mệt mỏi thôi tiết già từ xưa giờ cũng không có thích về cái vấn đề mà vàng vòng lắm nó tiết già chỉ thích coi như là mê nhất là cái gì các bạn biết không mê ăn chay thôi tại vì ăn chay nó ngon như lắm tiết già thích từ xưa tới giờ tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng bước vào đường tu để gọi rửa linh hồn của mình gọi rửa cái tâm của mình chứ không bao giờ mà mình nghĩ rằng mình gọi rửa cái xác phàm của mình là coi như mình bị sai tự vì cái xác này là coi như là mình đã chuẩn bị bỏ xác đó các bạn cho nên mình không có cần đến cái xác này nữa video tiết già chia sẻ đến đây kết thúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo